Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may dập đầm bé gái mã RG134. Đầu tiên, chúng ta hãy xác định đường biên vải. Sau đó, các bạn gập đôi mảnh vải lại. Khi đặt dập, các bạn chú ý kỹ thuật cắt gập đôi và đường canh sợi. Đặt dập sao cho đường canh sợi song song với phần biên vải. May nối hai phần béo thân sau lại với nhau. Phần gấu váy các bạn may cuốn lai. Sử dụng chân vịt cuốn lai hoặc may bẻ gập 2 lần 0,3 ly. Phía còn lại, các bạn may hai đường chỉ thước song song để rút nhún theo thông số đã ghi trên dập. Kẻ lại đường đánh dấu của phần bèo thân trước. Phía đầu của dây bèo, các bạn may bẻ gập 2 lần 3 ly. Gấu bèo, các bạn cũng may cuốn lai.
May hai đường chỉ thêu song song để rút nhúm phần bèo thân trước. Ủi keo hoặc mách vào phần của thân trước. Ủi 0,5 cm phía ngoài của nẹp. Sau đó tiếp tục ủi gặp phần nẹp theo đường đã đánh dấu. May cố định phần nẹp lại. Các vai trước và sau lại với nhau. Ủi keo hoặc mách vào một mặt của lá cổ. May cố định phần lá cổ, chú ý các điểm đã đánh dấu. Thank you.
May rút nhún phần cầu vai và phần cửa tay theo thông số đã ghi trên dập. Nối bèo vái thân trước và sau lại với nhau. May ráp phần tay vào thân. May cố định hai bên nách và sườn lại với nhau. Thank you.
may ráp phần bèo váy với thân. Ủi keo hoặc mách vào phần nẹp tay. Ủi gập một xăng đường may từ hai phía đầu nẹp cửa tay. May cố định vào phần cửa tay. Bẻ gập và may cố định đầu còn lại. May gắn phần cổ và thân, chú ý các điểm giữa thân sau và hai bên vai.
Viền cổ bằng vải xéo, phía đầu và cuối dây viền, các bạn bè gập một xăng đường may vào trong. Chúc các bạn sẽ may được những bộ đồ ưng ý.